Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2024. Trong bản tin truyền hình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Thường trực Thành quỹ Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành quỹ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng của năm 2024, dưới sự tập trung chỉ đạo của thành ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và sự quyết liệt của các cơ quan ban ngành địa phương, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, khách tham quan du lịch trên 5 triệu lượt đạt 100,84% chỉ tiêu, tăng 3,26% so cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt trên 639 tỷ đồng, đạt 109,6% so dự toán tỉnh và thành phố giàu, đạt 108,58% so cùng kỳ. Tổ chức thành công lễ hội với bà Chúa Sứ Núi Sam, kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà Chúa Sứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. An sinh xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh trực tự trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương đánh giá cao những kết quả đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc đã đạt trong 9 tháng qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc nêu cao quyết tâm, nỗ lực tạo đột phá mạnh mẽ, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, làm tiền đề động lực phát triển cho những năm tiếp theo. Theo đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và dân dận, trong đó lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm chương trình làm việc năm 2024 của thành quỹ, ban thường vụ thành quỹ, quan tâm phối hợp các sở ngành của tỉnh, thực hiện tốt nghị quyết 02 NQ trên Tu ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố châu đốc đến năm 2025, tỉnh hướng đến năm 2030 tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận hội nghị trung ương tư khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn giới đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch tôn đức thắng. Quy định 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, tập trung lãnh chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo chuẩn bị tốt văn kiện và xây dựng đề án nhân sự đại hội đảm bảo chất lượng, phù hợp tình hình thực tế của thành phố. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Châu Đốc tập trung rà soát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn đề xuất các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 phối hợp các sở ngành tỉnh, chuẩn bị tổ chức chú đáo các hoạt động kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịnh tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024, tổ chức vào tháng 11 năm 2024, tham mưu chuẩn bị tốt công tác phục vụ đoàn công tác của tỉnh, bảo vệ hồ sơ trên UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội với bà Chúa xứ Núi Sam triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị tốt kế hoạch vận động, chăm lo gia đình chính sách người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vui xuân đón Tết Ất Tỵ 2025 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tăng cường chỉ đạo, đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu trong mùa nước nổi, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị với Vương quốc Campuchia. Trong tuần, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 lần một cấp thành phố. Để chuẩn bị điều kiện cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc và phường xã đã triển khai thực hiện các bước đầy đủ, đúng quy trình, quy định, qua xét duyệt, chính trị, chính sách tại các xã phường. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Châu Đốc có tổng 4.238 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 1.809 hồ sơ, 2.429 hồ sơ, miễn quản chưa gọi và nhập ngũ. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã thống nhất các phương pháp, tiêu chuẩn xét duyệt cũng như số lượng chất lượng công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự 2025 và các loại danh sách công dân trong độ tuổi đủ điều kiện xét duyệt. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường xã đã dành nhiều thời gian ý kiến, giải pháp đối với các trường hợp tạm hoãn, phân tích nguyên nhân, lý do những thuận lợi khó khăn cần tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Võ Chí Trung Nhấn mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ rất quan trọng của địa phương, hàng năm đều thực hiện đạt kết quả tốt. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện đúng yêu cầu và theo dõi, đôn đốc thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Tiêu chuẩn xét duyệt cần đảm bảo về lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, hoàn cảnh kinh tế của thanh niên và gia đình kiểm tra kỹ về sức khỏe của từng thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản luật có liên quan, tuyên truyền vận động hội viên nhân dân, các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. trong tuần thường trực hội đồng nhân dân thành phố châu đốc tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2024 từ đầu năm đến nay thường trực và các ban hội đồng nhân dân thành phố châu đốc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật định đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng tập trung trọng tâm trọng điểm mang tính thiết thực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 10, 11, 13 và kỳ họp giữa năm 2024, kỳ họp thứ 12, xem xét ban hành 20 nghị quyết liên quan công tác nhân sự, quỹ ban nhân dân và hội thẩm nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách địa phương, đầu tư công, trung hạn, nguồn ngân sách thành phố và nguồn công đức tại Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam. 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tiếp tục xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức kỳ họp cuối năm 2024. Kỳ họp chuyên đề nếu có Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và trình thường trực thành quỹ cho ý kiến việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021 -2026. 2026 ra soát các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi đối thoại tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp hội đồng nhân dân. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm của hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, kết hợp với đối thoại giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong tuần, công an thành phố Châu Đốc phối hợp phòng giáo dục đào tạo thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Các tổ phòng cháy chữa cháy các cơ sở và học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được cán bộ chiến sĩ công an thành phố tuyên truyền, giới thiệu mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng. Các chiến sĩ công an đã hướng dẫn một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình và trường học cách xử lý sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, cách cứu nạn, cứu hộ an toàn. Các em học sinh được tìm hiểu cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt các đám cháy như bình chữa cháy sách tay, mặt nạ phòng độc, máy cách cầm tay, lăn phun nước, xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang, máy bơm chữa cháy và được trực tiếp thực hành trải nghiệm cùng các chiến sĩ công an trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên học sinh các trường trung học cơ sở góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trường học gia đình và có kiến thức chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra Trong tuần, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số nội dung về các văn bản pháp luật như luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các văn bản có liên quan chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.